Nấm mốc, vi khuẩn và cặn bẩn không chỉ khiến căn bếp kém vệ sinh, kém thẩm mỹ mà còn gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe. Đó là lý do tại sao việc vệ sinh chậu và vòi rửa thường xuyên rất cần thiết để bảo vệ sức khỏe của cả gia đình. Đồng hành cùng Khánh Vio, mọi vấn đề của quý khách sẽ được giải quyết nhanh chóng với gói tri ân vệ sinh miễn phí chậu và vòi rửa chén ngay tại nhà. Ba lý do chính quý khách nên vệ sinh chậu và vòi rửa chén thường xuyên. Số 1, đảm bảo chất lượng nguồn nước. Chậu và vòi sạch sẽ giúp duy trì chất lượng nước tốt hơn, tránh tình trạng bẩn hoặc có mùi khó chịu. Số 2, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đảm bảo rằng chén dĩa và đồ dùng nhà bếp sạch sẽ giúp tránh việc lây nhiễm vi khuẩn qua thực phẩm, từ đó đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình. Số 3, tiết kiệm thời gian vệ sinh và chi phí sửa chữa. Vệ sinh định kỳ sẽ giúp bảo quản chậu và vòi rửa chén bền hơn, giữ cho chúng luôn sáng bóng và sử dụng được lâu hơn, từ đó tiết kiệm được thời gian vệ sinh và chi phí sửa chữa. Hôm nay, hãy cùng theo chân anh nhân viên kỹ thuật của Trung tâm Bảo dưỡng Sửa chữa Khánh Vio xem quá trình vệ sinh chậu và vòi tại nhà khách hàng. Bước 1, vệ sinh bề mặt chậu và vòi. Bước 2, kiểm tra chất lượng đường ống thải. Bước 3, kiểm tra chất lượng đường ống nước cấp. Bước 4, kiểm tra bộ chặn rác. Và bước 5, kiểm tra rò rỉ nước thoát lẫn nước cấp. Hiện tại, mọi người có thể thấy rõ sự khác biệt giữa trước và sau khi các nhân viên kỹ thuật của Khánh Vio đã kiểm tra và vệ sinh sạch sẽ chậu và vòi rửa chén. Và đây chính là cảm nhận của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của Khánh Vio nhé. Chương trình gói tri ân chậu và vòi rửa miễn phí của Khánh Vio được áp dụng cho tất cả các khách hàng thuộc khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã mua chậu và vòi tại Khánh Vio. Hãy gọi ngay đến hotline 1800 646 410 hoặc đăng link qua Zalo 0866 434 377 để được nhân viên của chúng tôi tư vấn chi tiết nhất có thể. Trung tâm bảo dưỡng sửa chữa Khánh Vio là địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị nhà bếp như bếp điện tử, máy hút mùi, máy rửa chén, lò nướng, lò vi sóng. Đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết của chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ một cách chu đáo, minh bạch, tiết kiệm và mang đến cho quý khách sự hài lòng tối đa.